Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ubet Show nha. Nên mình sẽ giới thiệu các bé rùa đang có tại Ubet Shop trong tháng 3 này nha các bạn. Đây, sau một thời gian dài chờ đợi thì các bé rùa đã về đủ các loại rồi nha. Đây, chúng ta sẽ review nhanh nhất là từ rùa tai đỏ đi. Đây, đợt này là sẽ có các chú rùa tai đỏ size khoảng 2-3cm này các bạn. Đây, sau chúng ta sẽ có rùa cổ sọc luôn. Sau cổ sọc thì size này là khoảng size 5-6cm nha. Tiếp đến là rùa common, rùa đá bon nha. Rùa đá bon thì size khoảng 4 nha, 4cm đều các bé hết. Đây có màu sáng, màu đậm, màu lợt. Đây có sẵn cho các bạn luôn. Rồi, chúng ta có về rùa vé đông nữa nha các bạn, hai bé. Rùa bản đồ nữa, vẫn còn bên trại mà tại mình lấy về rồi giao cho khách nên còn như đây thì qua như đây. Mà cần thì có thể mua thêm. Rồi qua đến các chú rùa common nhé. Đấy rồi đấy. Mới về thay nước cho nó cá đã nghỉ rồi. Đấy, mấy cái bé common này size khoảng tầm 9-10 hết nha. Rất là to mập bù luôn. À, to thôi. Mập thì chưa mập đâu tại vì vừa mới đi đường về mà. Đặc biệt là lô này chúng ta có một bé rùa common vàng nha các bạn. Đây cũng size tầm size 9-10 nha. Rất là đẹp, vàng ống mã, nó sẽ rất là khác nhiều so với common đen nha. Các bạn nhìn có thể so sánh. Đấy. Cái này thì màu vân mai của nó rất là đẹp, chi tiết sắc sảo mặc dù nó nhỏ nha. Đấy, còn những vết này là vết chày cho vận chuyển thôi, không phải là nấm nên các bạn cứ yên tâm. Đấy, một phần chung là chúng ta đang có tại shop là rùa tai đỏ nè, rùa cổ sọc nè, rùa đá bôn, đấy, rùa vé đông và rùa bán đồ, rùa common, common đen, common vàng. Hôm bữa trước có về được rùa Ali nhưng mà nó hết rồi. Máy rất là nhanh nha các bạn, do đầu năm mà. Thì chúng ta sẽ tiến hành cho các chú rùa ăn nha. Đây sau một ngày dưỡng thì bây giờ mình bắt đầu cho ăn. Đấy. Cũng cho bài học cám thôi, không cần cho nhiều đâu. Nhiều bạn hỏi là rùa nó ăn nhiều hay ít thì mình nói là nó ăn vừa. Đấy, các bạn cứ ăn vài hộp. Vài hộp. Ok, kia nó leo luôn rồi. Vài hộp. Con về không lo ăn, lo đi chơi không. Đây. Chúng ta cứ đãi vài hộp rồi thì nó tự các bé sẽ ăn nha. Đây mới về các bé chưa ăn nhưng mình đây là cũng là lượt mình test nhanh cho rùa ăn luôn. Đấy, rất là nhanh. Hai bé ăn liền mà. Đây, hơi nhiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ ngồi ngó coi các bé ăn như thế nào. Bé này thì ham chơi, nó chưa chịu ăn đâu. Mấy rùa common thì nó khó tính hơn nha các bạn, nó khác với mấy rùa nhỏ nhỏ. Rùa nhỏ nhỏ thì bỏ vô nó sẽ ăn liền. Nhưng rùa đá nè, chưa gì bỏ vô là các bé nó ăn cụp 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 cụp. Đấy, dành nhau ăn liền. Đây, rùa bán đồ cũng đang ăn, bé đông cũng đang ăn nha. Các bạn nuôi rùa common thì nhớ đậy nha. Nó rất là khỏe, nó rất là hay leo. Có một số khách vừa mới mua hôm qua thì hôm nay nhắn tin là bị leo mất tiêu và đang đi tìm. Nếu mà tìm không thấy thì sẽ mua thêm một bé nữa. Ôi. Bé này là dữ ta, nó leo hoài luôn á. Rùa tai đỏ rất là săn sáo đi ăn. Rùa đá cũng ăn rồi, mới bỏ một loáng mà hết sạch rồi ăn. Rất là nhanh nha các bạn. Rùa đá size baby nhìn rất là đẹp nha. Màu vàng, màu nâu nâu. Đấy. Ok,
Củ sập thì mai nếu là sắc nét nha các bạn. Từ đó thì thấy rất là nhiều. Đây, gãi gãi ăn đi mấy đứa. Mỗi bé một kiểu mai nha các bạn. Nhớ một điều là gùa, các gùa đây đa số là gùa bán cạn, gùa nước thấp nha. Nên chúng ta nuôi mực nước khoảng ngang mai hoặc là qua mai xíu, có cục đá cho bé leo lên nằm nghỉ. Chứ đừng có mua gùa về cái quăng cái đùng vô hồ cá, nó chịu nổi đâu nha. Đây không phải là gùa nước sâu. Cho đến gùa common cũng vậy, nó ở một mức độ nào đó thôi. Có các bé vẽ đông với gùa bản đồ thì nó có thể khỏe hơn. Nó sâu hơn xíu nhưng mà cũng hạn chế. Đây có sắc nét nè, gù cao đẹp nè. Thằng bé con bông vàng khó nói rồi, cục vàng đó, ôi nhìn thấy cưng quá. Khỉ luôn so với bé đen, khi bạn đặt gần bé đen mình sẽ thấy cái độ tương phản rất là nhiều nha. Nó chứ mấy bé common nó cũng lùi lùa nó đồ ăn cũng mổ chóc chóc rồi. Bây giờ thấy nó thiếu một vài hộp đoan là biết rồi. Cần nhớ là trang đoạn khô thì sạch hơn cá mồi nha các bạn. Một ngày mình trang một lần hoặc là hai ngày một lần cũng được. Khi mà trang xong thì khoảng sau ăn khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng các bạn có thể thay nước thoải mái, không có cần phải nước cũ nước mới như cá nha. Đấy, cho lượng lên cũng vừa phải, đừng cho nhiều quá nó ăn vô khó tiêu nếu trời lạnh. Con bò ăn hộp rồi kìa. Đó, một cái mổ rất là dễ thương của các bé. Nếu mà các bạn nuôi bồ công môn mà bỏ cá vô mồi vô thì thấy nó săn cục đá nữa. Khi mới về thì có mỗi bé một tính nha, có bé nó hay mang sen liền. Còn số bé thì nó phải làm quen rồi thế này thế kia nó mang. Bé đó là dễ tính á. Dạ là thấy ăn liền rồi đó. Ali cũng vậy luôn nha. Ali thì bên này tạm hết rồi. Chưa kịp quay clip thì khách nó mua mất tiêu. Rất là vui khi được khách ủng hộ nhiều. Bên của bé shop nha các bạn. Ăn. Ủa, mổ gì tệ vậy con? Nãy giờ canh men nhóc này mổ vô. Nhìn này quăng nó ngố gì đâu rồi. Ôi mãi nó cũng ăn được. Hay thật. Hồi nãy âm thầm lần nãy em ăn gì chữ ta. Năng quá trời hộp luôn đó. Các bạn nuôi hoàn toàn có thể nuôi bằng đồ ăn khô nha, vẫn đủ chất, không có sợ thiếu chất đâu. Ăn cá lâu lâu cho ăn cá cho vui mắt cũng được, mà ăn cá nó sẽ rất là tanh và các bạn phải dọn liền. Đồ ăn khô dù mà các bạn bận đi sáng cho ăn, chiều tối về thay nước cũng được, không sao. Còn cá thì nó cắn, lúc nào ăn nó cắn ra máu. Dẫn đến là chúng ta phải ăn xong là thay nước liền cho nó sạch. Trong này thì sẽ phân chia lại ba khoảng hai phân khúc thôi. Ở đây toàn là gùa bệnh nhân thôi. Các gùa này gùa dao động dưới từ vài chục ngàn tới 100 ngàn đổ lại thôi. Đó. Còn gùa common thì tầm 300-400 gì đó. Gùa bên này cũng vậy. Nên rất là phù hợp giá bệnh nhân cho học sinh sinh viên. Cái gùa ly thì 1 triệu mấy trở lên. Nó hơi mắc nhưng mà đã hết rồi. Có bé common vàng thì giá hơi cao hơn xíu, sẽ thấp gấp đôi một bé common thường thôi nha các bạn. Mà nào thích thì có thể liên hệ. Đấy, gù có shop thì về luôn luôn là dưỡng cho khỏe nè, test ăn rồi nè mới bắt đầu bán ra và có nhận ship toàn quốc luôn. Các bạn muốn mua thì vui lòng nhắn tin theo Facebook hoặc Zalo bên dưới. Được thì các bạn nên chuyển khoản thanh toán trước cho shop giùm, vì shop rất là sợ bùng hàng. Có rất kỹ lắm thì mới phải nhận cọc thẻ cào của bạn, chứ tiền điện thoại của nó thì cũng rất là nhiều rồi nha các bạn.
Này, ngoài rùa nước thì bên shop còn có rùa cạn nha. À, nào thích thì cứ liên hệ. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Westshore nhé các bạn. Bye bye.